Ok Google, thời tiết hôm nay ở Đông Anh vào hôm nay sẽ có các cơn dông với nhiệt độ cao nhất là 31 độ và thấp nhất là 25 độ. Hiện tại trời chủ yếu có nắng và nhiệt độ là 31 độ. Ok Google, mở YouTube. Các bác có thể nhìn thấy là với cái câu lệnh OK Google chúng ta sẽ đã mở được cái ứng dụng YouTube rồi. Và chào mừng các bác đã quay trở lại kênh review chia sẻ về các sản phẩm điện máy. Nay giới thiệu cho tất cả các bác một chiếc TV của Sony ra mắt năm 2022 có ký hiệu là 65X85K. Model X85K sẽ là model thay thế cho con X86G của năm 2021 các bác nhé. Thì các bác hãy cùng em đi tìm hiểu qua model này từ 3 đến 5 phút video. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người bằng cách bấm đăng ký kênh để các bác theo dõi những video mới nhất mọi người nhé. Hiện tại thì ở tại siêu thị điện máy của Maxbem đã có về hàng rất nhiều các cái mẫu TV X85K rồi. Và điển hình hôm nay thì là kê một con 65 inch. Với cái kích thước to như thế này thì các bác có thể kê trong khu vực phòng khách không gian hiện đại được. Với chiều ngang của TV là 1m45, ngang 1m45 mọi người nhé. Và cao nếu mà tính cả chân là 90 phân và nếu mà bỏ chân đi thì là 84 phân. Đấy, các bác có thể hình dung ra cái kích thước như vậy. Mọi người có thể treo trên tường được. Treo trên tường thì các bác bỏ chân đi. Cao của nó tính cái mặt của nó sẽ là 84 cm. Và ngang và sẽ vẫn là 1m45. Với thiết kế của con 65X85K này, thiết kế rất đẹp mọi người nhé. Thiết kế rất đẹp. Từ năm 2021 thì con X86G nó cũng đã thiết kế đẹp rồi. Năm nay thì sẽ được thiết kế tràn hơn. Với cái phần viền nó sẽ được thiết kế tràn hơn, mỏng hơn, nó sẽ tương đương so với những dòng X90K. Đấy. Năm ngoái thì cái viền thiết kế của nó khá chỉ là thô. Và cái phần tràn ra của nó thì cũng các bác có thể nhìn thấy được cái độ dày của nó rất là nhiều. Tuy nhiên thì năm nay nó sẽ được tràn ra mỏng hơn, đẹp hơn và sang trọng hơn mọi người nhé. Bo phía dưới sẽ là cái phần viền bằng kim loại màu đen ở phía dưới này. Đây các bác nhìn thấy. Viền kim loại màu đen rất đẹp ở phía dưới, kết hợp với hai cái chân. Chân này là chân hình chữ V úp ngược và sẽ có một cái khe ránh ở giữa này. Các bác nhìn thấy. Có một cái khe ở đây. Nó sẽ khác so với các cái chân khác mọi người nhá. Các bác nhìn cái chân khác nó sẽ ra. Đặc thù của từng chân của Sony nó sẽ có sự phân biệt cho mọi người. Ở chính giữa sẽ có logo của Sony và có cái đèn màu vàng. Cái đèn màu vàng này nó sẽ thể hiện cho khi chúng ta có sử dụng tính năng là tìm kiếm giọng nói và không cần điều khiển. Với cái câu lệnh OK Google mọi người sẽ tìm kiếm được. Và đặc biệt thì các bác ở phía dưới này, mọi người sẽ sờ tay xuống dưới này. Các bác để ý sẽ có một cái phần thanh gạt ở phía dưới sau cái nút chính giữa đèn này. Sau cái nút chính giữa đèn này. Và ở phía ngay bên này sẽ có một cái nút gạt. Các bác gạt bên tay sang bên tay phải ở bên này thì sẽ đã bật chế độ đấy lên. Và gạt sang bên tay trái nó sẽ tắt đi. Đây các bác nhìn thấy em gạt đi này. Các bác sờ thì rất là nhỏ rồi đó. Các bác gạt sang nó sẽ tắt cái chế độ đó đi. Thì mọi người không có tìm kiếm được rảnh tay nữa, các bác phải bật nó lên. Đó, nó phải có cái đèn vàng này mọi người nhé. Có đèn vàng này thì mới tìm kiếm được. Tí em sẽ test cho mọi người xem cái tính năng đó. Một tính năng rất hay trên dòng TV của Sony. Đối với dòng TV 65X85K thì các bác sẽ có nhiều sự lựa chọn trong phân khúc X85 như là 50, 55, 65, 75 và 85 là to nhất trên dòng X85K. Các cái công nghệ hình chuyển động hình ảnh âm thanh thì mọi người có thể nhìn thấy ở trên bảng thông tin ở đây. Bảng thông tin đây rất nhiều thông tin mọi người nhé. Với sử dụng con chip là con chip X14K HDR Production giúp cho chúng ta có một hình ảnh tươi sáng hơn và sắc nét hơn. Cái con chip này thì giúp cho mọi người tái tạo được những cái hình ảnh nó không được đẹp hay là chất lượng Full HD thôi. Chưa đến 4K thì nó sẽ nâng cấp lên cho mọi người đẹp hơn. Kết hợp thêm với các cái công nghệ hình ảnh như là TriPlus Pro hiển thị thêm được 1 tỷ màu sắc sống động hơn và đẹp hơn. Tốc độ chuyển động của những dòng X85K này sẽ là Motoflow XR800 mọi người nhé. XR800. Nó sẽ cao hơn con X80, tốc độ của nó chỉ là 200 thôi. Con này sẽ giúp cho chúng ta không bỏ lỡ một cái giây phút nào với những chuyển động hình ảnh. Khi chúng ta xem phim hành động hay là xem bóng đá, xem thể thao sẽ được đẹp hơn. Âm thanh thì chúng ta sẽ có hệ thống âm thanh Dolby Vision S1 này. Kết hợp với âm thanh sống động như là
giúp cho chúng ta như là xem ở ngoài rạp chiếu phim vậy. Cái hệ điều hành của dòng này năm 2022 thì nó sẽ vẫn sẽ sử dụng hệ điều hành của Google TV. Năm 2021 nâng cấp lên, nó sẽ khá chi là đẹp. Đây em sẽ bật cho các bác xem cái hệ điều hành đó. Đây chính là cái hệ điều hành chính của chúng ta mọi người nhé. Sử dụng rất chi là mượt mà, lên xuống và sang trái sang phải rất nhanh. Đối với cái hệ điều hành này thì các bác nhìn nó cũng giống như cái Android thôi. Đấy, nó chỉ chạy trên một cái nền tảng của Google, nó giúp cho chúng ta có cái độ mượt mà hơn và tốc độ xử lý nhanh hơn. Đây là tất cả các ứng dụng mà các bác đã cài trên khu vực con chiếc TV này. Với bộ nhớ trong của nó lên đến hơn 4GB thì mọi người sử dụng thoải mái nhé. Các bác có thể vào khu vực ở phía bên này để xem phần cài đặt. Đây, tất cả những cái cài đặt của chiếc TV này thì các bác sẽ vào phần ứng dụng này. Đây các hệ thống ứng dụng. Đây các bác sẽ vào phần giới thiệu TV. Đây. Và những cái phần bộ nhớ trong mọi người sẽ vào phần bên trong này. Bộ nhớ trong của nó sẽ là 4,4GB. Rất nhanh mọi người nhé. Em chỉ tự test thử cho các bác xem cái tính năng tìm kiếm giọng nói mà không cần đến điều khiển trên chiếc dòng TV này. Khi chúng ta không cần đến điều khiển mọi người nhé, để em sẽ để cái điều khiển này ra đây. Mọi người sẽ chú ý giúp em là bắt buộc phải bật cái màu vàng này ở đây, mic ở đây. Đấy, lúc này em cũng đã test thử cái bật lên tắt xuống cho mọi người rồi. Các bác sẽ bật ở góc này nhé. Với câu lệnh các bác đứng xa giúp em. Đây em sẽ đứng xa một chút, cách đây khoảng độ 2m. Các bác ngồi trong phòng khách tầm 2-3m đây. Các bác với câu lệnh là các bác sẽ nói OK Google trước, xong sẽ nói từ khóa sau mọi người nhé. OK Google, mở YouTube. Đó, các bác có thể nhìn thấy là với cái câu lệnh OK Google chúng ta sẽ đã mở được cái ứng dụng YouTube rồi. Và dòng TV của Sony thì nó bắt cái tìm kiếm giọng nói rất chi là nhanh và nhạy. Nó không giống như các hệ điều hành khác mà em cũng đã thử trên tất cả các TV khác rồi. Nó bật rất chi là chậm và nó giật lag rất chi là nhiều. Tuy nhiên thì đối với Sony nó vào rất chi là nhanh. Đây em sẽ bói thời tiết hôm nay thế nào nhé, xem nó ra không nhé. OK Google, thời tiết hôm nay. Đó, như vậy thì các bác cũng có thể xem được cái khu vực thời tiết hôm nay là như thế nào. Hoặc là ra lệnh cho nó tắt TV đi. Đấy. Tuy nhiên chúng ta chỉ ra lệnh tắt thôi chứ không bật được lên mọi người nhé. Chỉ ra lệnh tắt được thôi. Em sẽ test cho mọi người xem. OK Google, tắt TV. Đó, như vậy là chúng ta đã tắt được TV rồi. Muốn bật lên thì tất nhiên chúng ta phải cần điều khiển rồi, chứ không thể nào ra lệnh cho nó bật lên được vì màn hình của chúng ta chưa có bật mọi người nhé. OK Google, mở Netflix. Cái tạp âm ở đây khá chi là nhiều, em sẽ bật lại nhé. OK Google, OK Google, lại nha. OK Google, mở Netflix. Ở khu vực này khá chỉ là tạp âm nên em sẽ không test được qua cái ứng dụng. Đấy, rất chỉ là nhiều các ứng dụng để các bác có thể vào được. OK Google, vâng, với cái con 65X85K này, bên siêu thị điện máy của Ecomax bên em đang bán với giá nó rơi vào khoảng độ 25.250.000. 25.250 mọi người nhé. Bảo hành sẽ được bảo hành điện tử là 25 tại nhà và đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất. Đấy, trong này thì tổng công suất loa sẽ là 20W, mỗi một bên loa là 10W mọi người nhé. Các bác có thể nghe cái tiếng phản chiếu ở trên chiếc TV này khá chỉ là to. Với công suất này thì các bác thoải mái khi mà kết nối. Nhưng mà muốn to thêm thì các bác sẽ kết nối thêm với các thiết bị ngoại vi loa bên ngoài. Đấy, như là loa sau 3, các bác có thể cắm dây quang hoặc là kết nối Bluetooth với con này đều được.
đây cái tiếng tập tiếng từ loa phát ra mọi người nhé, rất to, rất to vào trong, với công suất là 20W, mỗi qua là 10W mọi người nhé.